Thưa quý vị, nếu như năm 2022 chỉ có hơn 150 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thì đến năm 2023, con số này đã tăng lên tới gần 175 triệu lượt, tăng trên 23,4 triệu lượt so với năm trước. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số người tham gia bảo hiểm y tế năm 2023 đạt trên 93,3 triệu người, tăng 2,45% so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy, trên 93% dân số được bảo vệ sức khỏe từ bảo hiểm y tế, vượt 0,15% so với Nghị quyết 01 của Chính phủ, vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 68/2022 của Quốc hội, tiệm cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Trong năm 2023, công tác thực hiện chính sách bảo hiểm y tế được triển khai với nhiều giải pháp nhằm đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi của người tham gia, tối ưu hóa các quỹ, góp phần hỗ trợ ổn định cuộc sống của người lao động và chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Luật khám bệnh chữa bệnh chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đã tháo gỡ cho hoạt động của hệ thống khám chữa bệnh. Các nghị định thông tư quy định chi tiết một số điều của luật cũng đã được ban hành và bắt đầu được áp dụng tại các cơ sở y tế. Tại nhiều bệnh viện ở Hà Nội, ngay sau khi một số nghị định thông tư được ban hành, một số vướng mắc về cơ chế mượn trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc và cơ chế vay vốn đầu tư đối với bệnh viện công lập đã tạo hành lang pháp lý vững chắc để bệnh viện tiếp tục mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế, đặc biệt có cơ sở để sử dụng các máy đặt, máy mượn. Thì ghi rất rõ về cái việc mà xã hội hóa trong công tác khám chữa bệnh cho người bệnh. Từ đây có thể các bệnh viện có thể huy động các cái nguồn lực từ xã hội, các nguồn lực từ bên ngoài, từ những người dân, từ các tổ chức xã hội, từ các doanh nghiệp. Người bệnh được quyền đòi hỏi các cái thông tin về hồ sơ bệnh án cũng như là chi phí điều trị. Mọi người phải, người bệnh được biết, được quyền biết và phải cần minh bạch hóa vấn đề. Đối với người hành nghề y thì cũng rõ ràng từ quy trình xét duyệt các cái chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề và muốn duy trì giấy phép hành nghề phải đảm bảo những cái gì. Các quy định của pháp luật cũng đã đơn giản hóa thủ tục hành chính, trong đó bỏ thành phần lý lịch tư pháp trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề, rút ngắn thời gian thực hành để cấp giấy phép hành nghề, quy định cụ thể nội dung thực hành để cấp mới giấy phép hành nghề.